Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Khánh Ngọc Official nha. Trước tiên khi vào video clip ngày hôm nay, mọi người nhớ like, share, subscribe nhớ cái chuông bên cạnh để con nhận thông báo nhất từ Nguyễn Khánh Ngọc nhé. Thì hôm nay có một bạn nhắn với mình là: bạn ơi, bạn làm một ngày về một ngày buổi học online của mình đi. Hiện nay mình sẽ có ca kép một chút nha, tại vì buổi học của lên lớp 6 nó khá dài á. Ok, let's go nào. Thì đây mình đã lấy được cái điện thoại của mẹ rồi, giờ mình sẽ nhập và ID vào. Ok, mình đã đăng nhập vào rồi. Đây. Thì bây giờ mình sẽ vào lớp luôn nha. Có một cái nút đã bấm vào để đi đọc. Được chưa? Các em sẽ tự mình thao tác mẹ thử nha. Yêu cầu là bây giờ các em phải có tóc cầm ba ha. Để kè, để dành những cái học hành động. Thì đây thì nó hơi bị ổn các bạn. Môn học có và cho nghe nhạc luôn. Vậy thì chúng ta đã thấy ha, những cái vật dụng có dạng hình chữ nhật hình thoi trong đời sống của mình có rất là nhiều và rất là đẹp đúng không em? Cô mình đang là phải thể tiếp. Cô có một cái câu hỏi về hình thoi. Thì khi chúng ta tỏ thôi thì mình sẽ học tiếp tới là mỹ thuật. Bây giờ cô thấy hình thoi có bốn cạnh bằng nhau, vậy tại sao nó không phải là hình vuông? Nó khác gì so với hình vuông mà nó